Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 24 tháng 6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Ghi nhận tại cầu vượt Nguyễn Trí Thanh 7 giờ đông nghẹt xe cộ. Hôm nay cũng là thứ hai đầu tuần nên trời mưa cũng khiến nhiều người di chuyển đi làm khá khó khăn. Xe máy và ô tô chen nhau trên đường Nguyễn Trí Thanh. Lúc 7 giờ 30 phút, từng dòng phương tiện ken đặc, chậm chạp di chuyển trên đường Trần Duy Hưng dòng phương tiện hướng từ đào tấn rẽ sang kim mã đông nghẹt các phương tiện nhích từng chút một cơn mưa sáng sớm khiến người lao động càng thêm vất vả khi di chuyển tại đường cầu giấy một số đoạn ngập nhẹ mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn người dân nhích từng bước trên đường cầu giấy phía trên vành đai 2, đoạn từ cầu giấy đến võ trí công cũng xảy ra tình trạng ngập úng nước thoát chậm dự báo hà nội hôm nay nhiều mây ngày có lúc có mưa rào và rông từ chiều tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 23 tháng 6, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 14 giờ ngày 23 tháng 6 có nơi trên 50mm như Đầm Hà, Quảng Ninh, 83,6mm, Hải Đường, Nam Định, 72,2mm, Minh Hợp, Nghệ An, 59,8 mm, Nông Cống, Thanh Hóa, 59,6 mm, Khai Tre, Thừa Thiên Huế, 59,4 mm, Mô Giai, Con Tum, 64,6 mm. Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ chiều tối và đêm 23 tháng 6 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 90 mm. Từ chiều tối ngày 24 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa. Mưa to và rông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 đến 150 mm. Ở Bắc Bộ, có nơi lượng mưa trên 250 mm. Ở Bắc Trung Bộ, lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm có nơi trên 200 mm. Tại Hà Nội, hiện trạng trong 3 giờ qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị xét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực ứng hỏa, Phú Xuyên, Thường Tín, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, sau đó tiếp tục di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Trong 4 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và rông cho các khu vực kể trên và có khả năng lan sang khu vực nội thành khác Hà Nội. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và tối 23 tháng 6 có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, xét, mưa đá là cấp 1. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngày 21 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C, nhiều lạc sơn Hòa Bình và Nho Quan Ninh Bình 37,2 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi còn nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, như Đô Lương Nghệ An 40 độ C, Khương Khê Hà Tĩnh 40,4 độ C, Tuyên Hóa Quảng Bình 39,3 độ C. Như vậy, miền Bắc đã trải qua chuỗi ngày nắng nóng gai gắt kéo dài từ ngày 11 tới ngày 21 tháng 6 với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết miền Bắc sẽ thay đổi nhanh chóng trong những ngày tới. Việc xuất hiện sạch áp thấp tây bắc đông nam sẽ làm thời tiết ở các tỉnh miền Bắc có sự thay đổi. Gió đông nam sẽ làm cho vùng áp thấp phía tây suy yếu, nên thời gian tới nắng nóng ở bắc bộ và trung bộ sẽ có xu hướng suy giảm. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay, từ ngày 22 tháng 6 trở đi nắng nóng sẽ dịu dần, từ ngày 23 tháng 6 nắng nóng ở bắc bộ sẽ kết thúc. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 6 tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 55%. Từ ngày 23 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ tiếp tục dịu dần theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 19 tháng 6 ở khu vực bắc bộ và trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 39 độ, có nơi trên 39 độ như thành phố hòa bình 39,6 độ, láng hà nội 39,2 độ, tỉnh gia thanh hóa 39,6 độ, đô lương nghệ an 40 độ, thành phố Khả tĩnh 39,5 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 tới 55%. ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo thời Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định. Ngày hôm nay và ngày mai ở Hà Nội và các tỉnh miền Trung khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi vẫn xảy ra nắng nóng gai gắt, nhiệt độ giao động từ 37 tới 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngoài ra khả năng có mưa dạng rông nhiệt có thể xảy ra vào chiều tối và đêm. Theo trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục khí tượng thủy văn, ngày 20 tới 21 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 tới 39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 tới 45%. Khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ và từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 60%. Dự báo từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng giảm dần do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 cho tới 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Hiện nay, ngày 20 tháng 6, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, đang có mưa rào và rông. Tại trạm đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, tại trạm đảo Huyền chân có gió mạnh cấp 8. Dự báo ngày và đêm 20 tháng 6, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa Do Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8 biển động sóng biển cao từ 1,5 cho tới 2,5m Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm qua ngày 8 tháng 6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ mưa rào và rông, cục bộ mưa to. Trong đó, Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8 tháng 6 đến 3 giờ sáng ngày 9 tháng 6, có nơi trên 80mm như Y Can Yên Bái 139,6mm, Đồng Tâm Hòa Bình 125,4mm, Phình Hồ Quảng Ninh 203,4mm, Mai Đình Bắc Giang 116,4mm. Đại Phúc Băng Ninh 109,6 mm, Châu Quỳ Hà Nội 91,6 mm, Cẩm Liên Thanh Hóa 105,6 mm. Từ sáng sớm ngày 9 tháng 6 đến sáng sớm ngày 10 tháng 6, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 9 tháng 6, Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rông, cục bộ mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, đặc biệt tại các huyện Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Hoàng Su Xu Phì, Xín Mần, Cao Bằng, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Bắc Giang, thành phố Bắc Giang, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế. Từ ngày mùng 10 tháng 6, mưa lớn ở Bắc Bộ khả năng giảm dần. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm ngày mùng 9 tháng 6 năm 2024. Thủ đô Hà Nội mưa vừa, mưa to cục bộ có mưa rất to và rải rác có rông. Thời gian mưa vừa, mưa to tập trung vào sáng và đêm. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía tây bắc bộ, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ mưa to. Chiều tối và đêm mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa to đến rất to, rải rác có rông, gió nhẹ trong mưa rông đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ có nơi dưới 22 độ nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ có nơi trên 32 độ phía đông bắc bộ mưa vừa mưa to cục bộ mưa rất to và dài rác có rông thời gian mưa vừa mưa to tập trung vào sáng và đêm gió nhẹ đồng bằng và ven biển gió đông nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông, nguy cơ xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 31 đến 33 độ, phía Nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông, cảnh báo lúc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.